bước sang tháng 8 năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, được quý nhân tương trợ, làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền tỷ cứ thế ùn ùn về két. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Quý cô bác và anh chị thân mến, mỗi người chúng ta ai cũng mong cầu cuộc sống của mình được giàu sang, sung sướng, công việc được hanh thông. Và đúng thật, cuộc sống này luôn luôn là sự cân bằng. Khi con người ta phải trải qua đủ gian truân và khốn khổ, khi bi ai biết vượt qua trùng điệp nhọc nhằn và nước mắt thì mong cầu ấy sẽ chỉ còn là thời điểm mà thôi. Khi các bậc thầy tử vi chiêm nghiệm về các chòm sao của mệnh và nghiên cứu kỹ về sách tử vi Ngọc Hạp Thông Thư đã khẳng định rằng thời điểm tháng 8 âm lịch tới đây, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nhận phúc báo trời cho, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài vận ngút trời, tha hồ chi tiêu mà chẳng cần nhìn giá, tiền nhét chật két, sắm nhà lầu xe sang, một bước lên tiên, tiến vào thế giới thượng lưu. Vậy vận trình tử vi chi tiết của con giáp này trong tháng 8 âm lịch ra sao? Quý mệnh chủ phải lưu ý điều gì để nắm chắc cơ hội có 102 này? Thì xin mời quý vị tuổi Canh Tuất theo dõi video ngay sau đây để hiểu rõ hơn nhé. Và ngay sau đây là nội dung chính. Bước sang tháng 8 năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Được quý nhân tương trợ, làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền tỷ cứ thế ùn ùn về két. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tháng mới dự báo nhiều khó khăn cản đường con giáp tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Điều mà bạn có được đó là tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh. Hầu hết chúng là do hoàn cảnh khách quan. Bản mệnh rất cần bản lĩnh hơn trong thời gian này đấy nhé. Tương hại khiến cho mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp không được tốt. Dù sao thì để cải thiện thì không thể trong một sớm một chiều đâu. Do đó, bạn cũng cần phải kiên nhẫn trong cả việc xây dựng mối quan hệ. Công việc đội nhóm có thể không được suôn sẻ khi một người bạn rất quý mến dần lộ rõ bản chất thật của họ. Dù bạn có cố gắng tự bao biện cho đối phương, bạn vẫn không thể vứt bỏ những cảm giác khó chịu đang dần nảy sinh trong lòng. Nguyệt lệnh lâm sưỡng cho thấy may mắn mà bản mệnh sinh ra đã kiên cường. Có thể thấy bạn chịu được khó khăn vất vả, luôn nỗ lực hết mình, nên bao trở ngại cũng không làm bạn cảm thấy sợ hãi hay kiềm cớ mà thoái lui đâu. Cụ thể về sự nghiệp, xem tử vi, thương quan mang lại nhiều tác động tiêu cực đến cho sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước. Khi bạn an tâm nhất lại là lúc nguy cơ dễ kéo đến nhất, cần nhớ để cao cảnh giác. Trên thực tế, bạn là người có khả năng trong công việc. Bạn chủ động nhận trách nhiệm mà không cần tới sự phân công của người khác. Tinh thần tự giác giúp bạn thường được lãnh đạo đánh giá khá tốt. Nguyệt lệnh lâm sưỡng cho thấy ý chí kiên cường, mạnh mẽ của con giáp tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Chính điều này đã giúp bạn vượt qua những trở ngại trước mắt. Không những thế, qua đây bản mệnh còn học hỏi, rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm đáng quý. Tuy nhiên, bạn lại khá cứng đầu cứng cổ trong các tình huống cần tới sự ứng biến tức thời. Thậm chí, nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, cần phải cẩn thận trong việc đầu tư trong suốt tháng 8 này. Bởi dưới tác động của cục diện tương xung, bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn, dẫn tới việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn. Nếu muốn tìm cách thoái thác, không chịu nhận lỗi thuộc về mình, bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh cá nhân, hình ảnh của công ty, khiến mọi người không có ý định hoặc dè chừng hơn khi hợp tác với bạn. Tháng này, bạn cũng sẽ phải chịu sự đấu tranh gay gắt đến từ đối thủ cạnh tranh, khiến cho việc kiếm tiền tưởng chừng ổn định bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Bạn cần phải bình tĩnh, đưa ra được những đối sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu, giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề. Quan đời cho thấy, bạn là một người luôn hừng hực ý chí và đầy ắp những ý tưởng. Tuy nhiên, quãng đường biến ý tưởng thành hành động vẫn còn khá xa. Trước hết, bạn cần chuẩn bị đầy đủ mọi nhân lực và vật lực cần thiết trước khi bắt tay và thực hiện. Đại hao cho thấy bạn cũng sẽ chi tiêu nhiều khoản khá tốn kém trong suốt khoảng thời gian này. Hãy lý trí hơn khi mở hầu bao.
tình hình lương không tiến triển và đầu tư chưa đem lại hiệu quả như thế này, tốt nhất bạn nên cắt giảm các nhu cầu của mình. Đặc biệt, không nên chạy theo những món đồ xa xỉ đắt tiền vượt quá khả năng kinh tế. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch, ngũ hành tương sinh cho thấy, tuy cuộc sống vất vả, nhưng bù lại, con giáp tuổi Canh Tuất có sức khỏe dồi dào, giúp bạn tự tin chống đỡ những khó khăn đang hiện hữu. Thậm chí, bạn đủ sức để làm việc đêm ngày, xử lý các vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chủ quan. Nếu không có thời gian ăn một bữa ăn hoàn chỉnh, thì nên ăn nhẹ, chia ra nhiều bữa, tránh để xảy ra tình trạng kiệt sức bạn nhé. Bạn nên ưu tiên ăn rau theo mùa, tránh các loại rau trái mùa vì lượng thuốc sâu phun cho những loại này rất nhiều, không hề tốt cho sức khỏe của bạn đâu nhé. Về tình duyên, tử vi năm 2024, đường tình duyên của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, khá vượng khi đào hoa ghé thăm, nhất là đối với người độc thân. Nhưng đôi khi quá nhiều lựa chọn có thể gây ra sự khó xử cho bạn mệnh. Đời sống xã hội cũng không còn thú vị với bạn nữa, vì bạn đã phải ép mình giao thiệp với những người khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện cùng. Trong gia đình thường xuyên mâu thuẫn khiến cho vợ chồng, thậm chí nhiều khi hai người đối nghịch với nhau tới mức xảy ra chiến tranh lạnh. Chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Đừng để những rạn nứt trong mối quan hệ tạo thành cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ vợ chồng. Tam bích bay về phương Bắc, dự báo trong nhà có người di chuyển hoặc đi công tác xa nhà. Vì thế, khó khăn càng thêm chồng chất khi bạn không có người chia sẻ vất vả với mình. Do đó, bạn cần chủ động hơn, hãy tự tìm cách xử lý mọi thứ, từ việc nhà cho tới công việc bạn nhé. Hãy cố gắng vì khó khăn cũng sẽ sớm qua thôi. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 8 âm lịch. Tuần 1, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Canh Tuất đang gặp khá nhiều may mắn. Điểm sáng lớn nhất trong tuần có lẽ chính là đường tài lộc. Với những điểm báo tin vui trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần, báo hiệu tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Tuy vẫn có tiểu hao hung tinh ở bên gây ra những chuyện phá tài, song đây chỉ là những lần phá tài nhỏ. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng giải quyết mà không gặp phải rắc rối nào. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn vậy. Bản mệnh nên tìm hiểu xem vấn đề là nằm ở đâu. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Trong tuần giữa tháng, người tuổi Canh Tuất vận trình có hung có cát, khó nói trước nhiều điều. Đầu tuần tài vận suôn sẻ hanh thông, bản mệnh được thực thần cho phép, cơ hội đến liền nắm lấy trong tay, không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền, làm giàu cho bản thân mình. Tuy nhiên, đại hao hung tinh vẫn đang rình rập, càng về giữa tuần thì tài vận càng ảm đạm. Tuổi Canh Tuất cần chú ý, cân đối chi tiêu cho tốt, tránh lâm vào tình trạng tiêu xài lãng phí, mua sắm vô tội vạ, kẻo chẳng mấy mà thiếu tiền tiêu. Dù tài lộc rồi cũng sẽ có nhờ cố gắng của bản mệnh trong công việc, nhưng khó tránh khỏi chuyện chịu khổ mấy ngày. Công việc có lúc khó khăn, có lúc thuận lợi, nhưng theo tử vi thì khó khăn tập trung chủ yếu vào đầu tuần. Nếu bản mệnh tập trung năng lượng vào công việc thì vẫn có khả năng giải quyết. Cuối tuần có chính ấn nhập cục, nên bản mệnh có thể có được cơ hội thăng tiến cho mình. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tuần giữa tháng, đường công danh sự nghiệp có tin vui bảo vệ, thăng quan tiến chức khi mà ấn quan hiệp sức, giúp cho người tuổi Canh Tuất thực hiện được những mong ước, tham vọng của mình. Tuy nhiên, vận may chỉ có trong khoảng thời gian đầu tuần, bản mệnh nên chú ý để tiến hành những việc quan trọng vào thời điểm này. Từ giữa tuần trở đi, vận trình giảm sút, thiên quan mang đến những tin đồn thị phi, làm sai lệch thông tin, ảnh hưởng tới uy tín của bản mệnh. Người tuổi Canh Tuất phải mất nhiều công sức để bình lặng mọi chuyện. Cũng may có quý nhân thiên đức luôn ở bên nên không chịu thiệt hại quá lớn. Đường tài lộc khá ổn định, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Con giáp này có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn trong tuần. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân của mình, không được rảnh rang như bình thường. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất có một tuần cực kỳ xấu. Bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đương đầu với những khó khăn có thể ập tới bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là giữ chặt túi tiền của mình. Hung tinh đại hao sẽ khiến cho bạn
mất một khoản không hề nhỏ. Phải nai dân la làm việc để bù đắp rất lâu đấy. Hơn nữa, bạn có điểm bị lừa gạt, tiền mất tật mang nên cần lưu ý. Đặc biệt là khi khám chữa bệnh, không nên quá tin tưởng vào lời giới thiệu mà phải trực tiếp kiểm chứng thông qua các loại giấy phép của cơ quan chức năng. Tốt nhất là tìm tới những địa chỉ uy tín và bệnh viện lớn. Khuyên người tuổi Canh Tuất nên nghỉ ngơi, tránh nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Hơn nữa, bạn còn có nhiều bạn bè bên cạnh là những người tri kỷ, mang tới cho bạn nhiều niềm vui và sự giúp đỡ tận tình nên chẳng có gì phải lo cả. Buồn quá, mệt quá thì cùng bạn bè đi trốn một chuyến cho thư giãn. Cẩm nang vượng vận tháng 8 âm lịch tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Khẩu quyết: tài chính xuống dốc, không nên vội vàng đi tới quyết định đầu tư. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu đỏ. Con số may mắn là số 25, số 38, số 65 và số 89. Đi tới video số này rồi thì lời cuối vẫn luôn muốn gửi tới quý anh chị về đôi lời Phật dạy. Mong sao qua những lời này giúp anh chị thành tịnh hơn, tâm luôn bình an. Anh chị hãy nhớ đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời Phật dạy về những điều ác tuyệt đối nên tránh trong đời. Nếu muốn tích phước, chúng ta thường không biết rằng mất phước nhanh hơn là tìm kiếm phước lành. Cùng xem những điều ác không nên làm để không phạm phải phước mất lúc nào không hay. Thứ nhất, hay gây gỗ, xung đột, nói xấu người khác, xung đột và mâu thuẫn với cha mẹ, cấp trên và người lớn tuổi, nói xấu người khác vô tội vạ, sống chỉ biết mình. Ai động đến là dựng lên thì phước đức chẳng mấy mà bay sạch. Việc xung khắc, mâu thuẫn với cha mẹ là việc đầu tiên sẽ làm tổn hại đến tài lộc, hao tổn của cải. Có cầu xin gì cũng không được, cầu xin cũng vô ích, chẳng bao giờ tích phước. Khi đến cả cha mẹ cũng không đối xử tử tế, muốn được coi trọng thì không được coi thường người khác, muốn giàu thì không được tức giận, bất bình không được khiến người khác phẫn nộ. Công việc của anh chị được suôn sẻ, gặp nhiều rắc rối, hẳn là do anh chị đã mâu thuẫn với cha mẹ, thầy cô từ khi còn nhỏ. Chưa thay đổi được tính khí này trong tử vi thì cha mẹ, thầy cô, quý nhân phù trợ của chính anh chị. Hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng thầy cô, không làm trái ý cha mẹ và thầy cô. Có như vậy mới tích đức cho bản thân, thành công trong hôn nhân và công việc. Chỉ khi được giúp đỡ bởi chính mình, anh chị mới có thể may mắn. Không ai có thể giúp bản thân ngoài chính mình. Đừng bao giờ giận dỗi, làm trái ý cha mẹ. Hãy nói nhỏ nhẹ, đừng làm cha mẹ buồn. Nhẹ nhàng nói ra những bất bình, bất mãn của mình. Thứ hai, sống bất hiếu, không hiếu thuận với cha mẹ thì sẽ gặp xui xẻo trong công việc hàng ngày. Vì trời Phật vô cùng khinh thường những người bất hiếu với cha mẹ. Nếu anh chị không vâng lời cha mẹ thì Phật oán giận. Những người không hiếu kính cha mẹ thường nhận được công việc không như ý và hôn nhân không hạnh phúc. Quả báo cho tội bất hiếu thì có hóa giải vài kiếp cũng không hết. Tài lộc trong vô hình bị tước sạch, tuổi thọ tổn giảm, công danh sự nghiệp tuột dốc không phanh, luôn gặp anh chị xấu ác, tài ương liên tiếp giáng xuống. Hạng người này luôn bị tà thần mì quỷ đeo bám, khiến cho cuộc sống bất an đau khổ. Nhiều người sống cho cha mẹ không biết quý trọng, đối xử tệ bạc, khiến cha mẹ muộn phiền lo lắng, dành tâm oán trách mà tổn giảm tuổi thọ. Cha mẹ sống không phụng dưỡng, đi ra ngoài thì ngon ngọt, tử tế với thiên hạ, cha mẹ chết đi, bày đặt nấu mâm cao cỗ đầy, thợ thầy cúng bái cũng là lừa gạt thiên hạ mà thôi, đâu có ích gì. Thứ ba, lợi dụng người khác. Trên đời này không có ai cho không ai bất cứ thứ gì, lấy của người khác cái gì thì phải trả lại cái đó. Nhân quả không chừa một ai. Lợi dụng người khác, dù ít hay nhiều, cũng gây ra cho vận may của anh chị. Vạn vật trên đời đều tuân theo luật nhân quả, cứ thích lợi dụng người khác, nhân quả sẽ mang lại cho anh chị quả xấu là nghèo đói. Không tin thì hãy thử mọi người xung quanh xem có đúng không. Hầu hết những người thích lợi dụng là người nghèo, không có cuộc sống tử tế. 30 chưa phải là Tết nên cứ từ từ chờ đợi xem. Cứ tưởng tượng người khác mà khôn ngoan, nhưng đây chính là một trong những điều ác không nên làm theo lời Phật dạy. Nếu trong một mối quan hệ chỉ có một bên mưu cầu lợi ích, lợi dụng người khác mà không muốn bản thân bỏ ra bất cứ điều gì thì mối quan hệ ấy rất rõ ràng sẽ sớm tan vỡ. Thứ tư, hay sát sinh là hành động gây mất phước nhất trong việc làm của con người. Anh chị không thể không mua đồ sống để xiết và nấu nướng, nhưng hãy hạn chế hết mức có thể. Những người muốn tu hành thì côn trùng và kiến cũng không thể tùy ý làm hại chúng.
người lớn lên dạy con trẻ không chơi với côn trùng và kiến, chim sẻ khi còn nhỏ để phúc báo không bị tổn hại và tuổi thọ của chúng không bị rút ngắn. Những điều bất lợi của việc sát sinh là tuổi thọ ngắn, làm việc kém, bệnh tật, oán hận, nghèo khó và xấu xí. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên đây sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình, từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.